Ê các bác ơi, nhà em vừa về một lô gỗ gạo đấy, để chuẩn bị phục vụ cho cái mùa ong của năm 2023 ấy. Thì bây giờ đang là giữa năm của 2022 rồi. Thì cơ sở nhà em lại vừa về một lô gỗ gạo đấy, rất là nhiều. Tùy về cơ bản là gỗ gạo các bác nhé, em phải đính chính lại. Bởi vì cái lượng gỗ gạo các bác thấy ở đây là nó rất là dồi dào đấy. Và mình có thể nhập được số lượng lớn thì mới đóng theo cái quy mô xưởng lớn được. Đây là một cây gỗ gạo, em quay cho bác xem. Đấy. Cây gạo này là cây gạo hoa đỏ các bác nhé. Thường sẽ mọc ở các khu vực rừng núi. Đây này. Đấy. Và sau khi đổ gỗ ở đây thì cái quy trình sẽ được bắt đầu là xưởng em sẽ cho tiến hành là xẻ. Đây là những cái khúc gỗ mà sẽ cho tiến hành vào xẻ ở đây. Đấy, chuyển xuống bộ phận máy xẻ này. Theo sản xuất theo dây chuyền. Đấy. Thì cái gỗ gạo này này, sau khi được xử lý, được ngâm, được đóng thì cái chất lượng của cái thùng ong sau này nó rất là bền các bác nhé. Nó rất là bền và cái việc mà mình nuôi cái đàn ong á, các bác nuôi cái đàn ong ở trong cái thùng bằng gỗ gạo này, nó đảm bảo cho cái việc là ong các bác sinh trưởng phát triển rất là tốt, thế đàn tốt. Đây, lượng gỗ gạo các bác thấy đây. Đấy, cho tiến hành là xẻ ở đây, cho máy xẻ là xẻ. Sau đấy sẽ tiến hành ngâm xuống ao và vớt. Thời gian trung bình ngâm, nếu mà cái mùa này mùa mưa này thì nhà em sẽ phải ngâm tầm độ khoảng 6 tháng. Đấy, nếu mà mùa mà cắt cái cây gỗ vào mùa đông ấy, thì chỉ ngâm tầm độ khoảng 3-4 tháng thôi. Tùy theo mùa, nhưng mùa này phải ngâm kỹ. Không ngâm kỹ mùa này vẫn mọt các bạn ạ. Vẫn mọt bình thường nhé. Nên mình phải ngâm kỹ. Và khi mình xẻ ra mình ngâm thì đây các bác có thể thấy được gỗ dưới ao này. Em quay cho bác xem. Đấy, mình ngâm. Ngâm thật là kỹ. Dưới ao này là toàn là gỗ đã ngâm các bác nhé. Toàn bộ cái ao này là chuyên chỉ để ngâm gỗ thôi. Đấy, sau đấy quy trình sẽ tiếp tục là vớt lên. Thời gian đã đủ thì cơ sở anh em vớt lên như này. Vớt lên lại phải chống cho nó khô. Chống cho nó khô đã. Sau đấy thì mới tiến hành cho vào xưởng đóng. Và từng cái công đoạn một. Ví dụ lúc mình đóng phôi là mình chuyên đóng. Không đến lúc mình đóng lắp, mình đóng. Cuối cùng là vào đóng đinh hoàn thiện lên một chiếc thùng nuôi ong để phục vụ cho các bác nuôi ong trong cái mùa tới. Đấy, một cái quy trình các bác thấy là để chuẩn bị cho mùa 2023 ấy, thì bây giờ đã phải tiến hành là xẻ gỗ và ngâm rồi. Thì đến tầm độ khoảng tháng 9 tháng 10 sắp tới thì cơ sở anh em sẽ tiến hành đóng hàng loạt để phục vụ chủ yếu cho cái mùa đầu năm, tức là mùa xuân của năm 2023. Đấy, để chuẩn bị được rất là nhiều những cái lượng gỗ như vậy. Chứ đùng một cái, ngay một cái mà để mà có được cái thùng thì cái thùng đấy là về cơ bản là nó không được đảm bảo các bác. Đấy, phải được tất cả mọi cái quy trình, nó đều phải có quá trình về thời gian ngâm, xử lý, phơi khô. Đây các bác có thể thấy lượng gỗ đằng trước đây là đang phơi khô này, để tiến hành là sẽ đóng. Khô thì mới đóng được các bác nhé. Còn tươi chưa khô ấy là đóng cũng không được đâu, bởi vì có giả sử có cố tình đóng thì sau mình bào ấy nó cũng hỏng hết cái giáp trà đấy các thứ, không tốt đâu, mà chuyển đi rất là nặng, có mùi thối nữa. Toàn bộ cái lượng gỗ ở đây đã được chuẩn bị sẵn để đóng gỗ, khi đã khô thì nhà em sẽ chất vào đây này. Đấy, cái lượng gỗ này sẽ tiến hành để đóng toàn bộ khu nhà này là để gỗ khô. Thì trong cái video ngày hôm nay thì cơ sở anh em quay lên cái lượng gỗ gạo rất là nhiều, thì là một cơ sở mà đơn vị chuyên cung cấp phục vụ tất cả những cái dụng cụ về nuôi ong, phục vụ cho ngành nuôi ong nội địa, đặc biệt là thùng ong. Đấy, riêng về thùng ong thì cơ sở anh em là chuyên rồi. Đấy, hàng thì rất là đảm bảo chất lượng và đẹp, lượng gỗ thì đã chuẩn bị rất là nhiều. Thế nên các bác có nhu cầu đặt thùng nuôi ong thì hãy liên hệ cơ sở An Thịnh sớm để đặt hàng. Đấy, với các bác mà đặt kích thước riêng thì các bác báo chuẩn kích thước cho em. Đấy, sau đấy đặt cọc trước, bên em sẽ tiến hành cho sản xuất đóng theo đúng quy trình của các bác. Đấy, dù các bác có kỹ tính đến đâu thì thợ bên em vẫn đảm bảo được cái kích thước cũng như là cái độ chuẩn chỉ của chiếc thùng. Đấy, video ngày hôm nay thì cơ sở em xin được kết thúc ở đây các bác nhé. Đấy, một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các bác đã từng là khách hàng. Và cũng rất là mong là các bác đã tin tưởng vào cơ sở An Thịnh với cái chất lượng của cái thùng ong. Thì các bác có thể giới thiệu cho anh em đồng nghiệp, bạn bè ủng hộ cơ sở bên em nhé. Chào các bác.